cái bài số 6 này, tìm các đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của mỗi đồ thị hàm số sau. Họ bắt ta tìm ngang với đứng chứ không tìm xiên. Đó, A này, em nhớ cách tìm tiệm cận ngang không? Tiệm cận ngang là lim của fx khi x tiến ra vô cùng, dương cũng được mà âm cũng được. Vậy ở đây ta cứ viết chung chung là vô cùng thôi. 5x cộng 1 chia cho 3x xì trừ 2 khi x tiến ra vô cùng. Thầy nhắc lại đây là kiến thức cũ, kiến thức giới hạn ấy, là kiến thức cũ. Nếu bạn nào mà vững cái phần giới hạn thì đọc ra được ngay kết quả của nó là 5/3 đấy. Nhưng mà chưa vững cũng không sao, bây giờ ôn lại cũng chuyện đã muộn đâu, phải không? Chia cả tử và mẫu cho cái x có mũ cao nhất ở đây là mũ mấy? Mũ 1 thì sẽ được 5x chia cho x là 5. 1 trên x chia cho 3x chia cho x còn 3 trừ đi 2 trên x. Khi x tiến ra vô cùng vô tận nó bằng mấy? X tiến ra vô cùng thì 1 trên x tiến đến 0, 2 chia cho x cũng tiến đến 0. Vậy cái được kết quả là 5 chia cho 3. Vậy thì chúng ta suy ra là nó có tiệm cận ngang là đường y bằng 5/3 nhá, nó là số cụ thể và hữu hạn rồi. Tiệm cận đứng, tìm tiệm cận đứng, em nhớ cách không? Đó là đường x xì bằng x không, và x không thỏa mãn là làm cho tử khác không và làm cho mẫu bằng không. Vậy thì đâu nhảy đang bài số 6 cơ mà. Đấy, suýt nữa thì thầy chấp nhận được bài số 5 mất. 5x cộng 1 phải khác không và 3x xì trừ 2 phải bằng không, dễ dàng có được x bằng 2/3. Bởi vì x bằng 2 phần, cái này khác nhé, thì viết thiếu. 2/3 đấy. Thì thay vào đây, 5 nhân với 2/3 cộng 1 chắc chắn khác không không? Nhầm nó cũng ra mà, cho nên x bằng 2/3 thỏa mãn. Vậy thì, tôi kết luận là nó có tiệm cận gì? Đứng là đường x bằng 2/3. Được chưa? Câu văn đầy đủ của chúng ta rồi. Vậy đồ thị hàm số... hàm y bằng 5x cộng 1 chia cho 3x trừ 2 có, viết tắt thôi, tiệm cận ngang là đường y bằng 5/3 và tiệm cận đứng là đường x bằng 2/3. Được chưa? Đấy, bài tự luận thì ta viết như vậy, còn nếu mà bài trắc nghiệm thì tùy, nhớ không? Đâu rồi nhỉ? Bài số 6 đúng không? Ý A đúng không? Cho thêm một chút nha, thì lấy cái tờ giấy đã. Ở phương án B vẫn là bài số 6 nhá. Tìm tiệm cận ngang này, chúng ta làm gì? Lim của fx khi x tiến đến vô cùng, lim của 2x mũ 3 trừ 3x chia cho x xì mũ 3 cộng 1 khi x tiến ra vô cùng. Đấy, thành thạo với phép lim thì chúng ta đọc ngay được nó bằng 2 đấy. Bậc của tử bằng bậc của mẫu. Kết quả của lim sẽ là hệ số của hai cái đứng trước hai cái bậc cao nhất này này. Đấy, tức là 2/1 tức bằng 2. Còn nếu không thì làm lại từ đầu. Và sau vài lần em sẽ có kinh nghiệm thôi. Chia cả tử bằng mẫu cho x mũ 3, chúng ta sẽ được 2 trừ đi 3x chia cho x mũ 3 sẽ 3 chia cho x bình. X mũ 3 chia cho x mũ 3 sẽ bằng 1 cộng với 1 chia cho x xì mũ 3 khi x tiến ra vô cùng. X tiến ra vô cùng thì x bình tiến vô cùng, 3 trên x bình tiến đến 0, 1 trên x mũ 3 cũng sẽ tiến đến 0, phải không? Vậy được kết quả là bằng mấy? Bằng 2. Được chưa? Vậy thì suy ra nó có tiệm cận gì? Tiệm cận ngang là đường y bằng 2. Nó là số hữu hạn, cụ thể mà hữu hạn. Rồi. Gì nữa nhỉ? Tiệm cận đứng đúng không? Tiệm cận đứng này, ta phải giải cái hệ 2x xì mũ 3 trừ đi 3x xì khác 0. X xì mũ 3 cộng 1 bằng 0. Thì dễ dàng được x bằng trừ 1, phải không? Cho x mũ 3 bằng trừ 1 thì x bằng trừ 1. X bằng trừ 1 thay vào đây thì chắc chắn là nó khác 0 rồi. Vậy thì nó có tiệm cận đứng là đường gì? X bằng trừ 1. Ta kết luận là vậy. Đồ thị hàm y bằng 2x xì mũ 3 trừ đi 3x xì chia cho x xì mũ 3 cộng 1 có tiệm cận ngang là đường y bằng 2 và
tiệm cận đứng là đường x bằng trừ 1. Thế là xong. Phải không? Ý B. Trở thành cái giấy sang ý C. Ý C nhá. Hàm nó phức tạp hơn chút. Y bằng x xì chia cho căn bậc 2 của x bình trừ 4. Ở đây vướng cái căn này này. Cho nên ấy, khi tìm giới hạn ấy, là chúng ta sẽ phải tìm lim của fx khi x tiến âm vô cùng và lim của fx khi x tiến đến dương vô cùng nhá. Trong mấy trường hợp trên thì âm hay dương nó như nhau, nhưng trong trường hợp này thì nó khác nhau. Khác ở chỗ nào? X chia cho căn bậc 2 của x xì bình trừ 4 khi x tiến đến âm vô cùng. Vậy x ở đây là một số âm, tử là bậc 1, mẫu có cái căn thức này này. Căn của x mũ 2 thì xét về vai trò nó cũng giống như là x vậy, cho nên có thể quan niệm nó giống như cái đa thức bậc 1. Vậy thì tử là đa thức bậc 1, mẫu cũng có vai trò giống như đa thức bậc 1, vai trò thôi. Cho nên chúng ta chia cả tử và mẫu cho cái bậc cao nhất là x, thì được lim của x trên x là bậc 1 chia cho căn bậc 2 của x xì bình trừ 4 mà đem chia cho x khi x tiến đến âm vô cùng. Khi x tiến đến âm vô cùng, em để ý cho thầy này, nó ra âm vô cùng nhá, thì đưa x vào trong căn này nhá. Chúng ta nhớ cái phép khai căn đã học từ lớp 9 ấy. X chia cho căn bậc 2 của, đưa vào trong căn này ta phải thêm dấu trừ ở đây, nhớ không? Thì x đưa vào căn với thành x bình được, nó sẽ thành x bình trên x là bằng 1 trừ đi 4 trên x bình. Khi x tiến đến vô cùng và nó bằng gì? Nó bằng trừ 1. Được chưa? Tiếp nhá. Vậy thì lim của fx tức là x chia cho căn bậc 2 của x xì bình trừ 4 khi x tiến đến dương vô cùng thì bằng gì? Lim của, lại chia cả tử và mẫu cho x nhá. Tử thì không có vấn đề gì, x chia cho x thì bằng 1. Chia cho căn bậc 2 của x xì bình trừ 4 chia cho x khi x tiến ra dương vô cùng và bằng lim của 1 chia cho x dương em ạ. X dương thì đưa vào trong căn thoải mái đi, không phải thêm cái dấu má gì cả. X bình chia cho x bình được 1 trừ đi 4 chia cho x xì bình khi x tiến đến dương vô cùng và bằng mấy? 1. Vậy khi x tiến âm vô cùng, âm nhá, chỗ này thầy viết thiếu, âm nhá, thì nó bằng trừ 1. Khi x tiến ra dương vô cùng thì nó bằng 1. Như vậy thì đồ thị hàm số này có hai đường tiệm cận cơ, suy ra hai đường tiệm cận ngang ra. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là đường y bằng trừ 1 và y bằng 1. Được chưa? Xong là tìm đến thằng đứng nữa nha. Đứng đâu? Đứng là cái mà làm cho tử khác không, làm cho mẫu căn bậc 2 của x xì bình trừ 4 phải bằng 0, thì kéo theo là căn bậc 2 của x trừ 4 bằng 0 thì x bằng cộng 2 hoặc x bằng trừ 2. X bằng cộng 2 hoặc trừ 2 đều thỏa mãn x khác không nhá. X bằng 2 hoặc x bằng trừ 2. Vậy thì chúng ta có tiệm cận đứng là đường x bằng 2 và nhá, x bằng trừ 2. Có hai tiệm cận đứng thôi. Ta kết luận là vậy. Đồ thị hàm y bằng x xì chia căn bậc 2 của x bình trừ 4 có hai tiệm cận ngang là y bằng 1 và y bằng trừ 1. Có hai tiệm cận đứng là x bằng 2 và x bằng trừ 2. Được chưa? Đấy, thế là xong cái bài tập số 6. Thì thầy lưu ý là phần hướng dẫn giải chi tiết đầy đủ
Bài tập sách giáo khoa toán 12 cánh diều tập 1 thì để đường link đặt ngay phía dưới phần bình luận đấy nhá. Em kéo xuống phần bình luận em sẽ thấy, click chuột vào đường link đó để dẫn đến danh sách đầy đủ cái phần hướng dẫn để em học, em tra cứu cho nó dễ nhá.